Đây là những hình ảnh trong vở diễn mang tên Antigone của đạo diễn Bùi Như Lai trong dự án sân khấu Antigone, dựa trên tác phẩm kinh điển cùng tên của Sophocles, nhà soạn kịch nổi tiếng của Hy Lạp cổ đại, viết cách đây gần 2.500 năm. Vở kịch Antigone của Sophocles có thể còn xa lạ với đại bộ phận công chúng tại Việt Nam. Nhưng nét độc đáo là Antigone dù được viết cách đây 2.500 năm nhưng vẫn không có cảm giác xa lạ với đời sống thực tại. Bởi vậy, đây là mảnh đất vô cùng màu mỡ, chất liệu cho các đạo diễn, đơn vị nghệ thuật dàn dựng với phong cách ngày hôm nay. Điều khó nhất, theo các đạo diễn, là làm sao truyền tải được hơi thở đương đại để vở kịch cổ đại cách đây gần 2.500 năm vẫn hấp dẫn và chân thực. Sao đấy từ một cái kịch bản nó rất là dài, nó gần 100 trang, làm sao đấy để cho nó phù hợp với cái đời sống bây giờ. Cái luồng đối thoại cũng như là tiết tấu câu chuyện nó phải mang được cái hơi thở của đời sống bây giờ. Thế chính vì thế thì chúng tôi có lựa chọn và biên tập cho nó ngắn gọn lại. Và tất cả những cái lời đối thoại gần như là cũng được chuyển ngữ làm sao đấy cho nó gần gũi với cái đời sống đương đại bây giờ. Từ ngày 6 tháng 11 tới, 6 vở diễn dựa trên tác phẩm văn chương vĩ đại của thế giới Antigone do Viện Goethe tại Hà Nội và 6 đạo diễn thực hiện sẽ lần đầu tiên ra mắt khán giả. Không chỉ được dàn dựng trên sân khấu kịch, Antigone còn đến với khán giả qua các phiên bản trình diễn đa phương tiện, múa hình thể. Quá trình tái hiện Antigone của nhóm chúng tôi là một quá trình nó là sự kết hợp của những cái trải nghiệm riêng tư và kết nối những trải nghiệm riêng tư đó với nhau. Vì ekip của chúng tôi là một ekip cũng khá là đông người. Số lượng diễn viên đã khoảng hơn 10 người, sau đó toàn bộ các bạn làm về âm nhạc và biên kịch cũng lên đến khoảng hơn 20 người, cũng là khá đồ sộ, một cái ekip độc lập. Thì cái trải nghiệm riêng tư đấy đầu tiên nó diễn ra với tôi từ việc tự dịch lại tác phẩm cùng với một đồng biên dịch và một hiệu đính. Sau đấy chia sẻ trải nghiệm riêng tư đó với một nhóm biên kịch làm việc trong một cái kịch bản tôi gọi là kịch bản tương tác. Antigone là vở kịch được mệnh danh là viên ngọc châu Âu. Vở kịch có rất nhiều lớp lang về sự tự do và phẩm giá con người vào thời điểm cách đây hơn 2.000 năm. Tôi nghĩ rằng tác phẩm sẽ tạo khá nhiều thách thức cho các ekip đạo diễn, biên kịch, diễn viên muốn tái hiện lại câu chuyện lịch sử cổ đại, nhưng điều đó cũng mang lại trải nghiệm tuyệt vời. Mặc dù đã trải qua gần 2.500 năm, tác phẩm Antigone vẫn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những người làm nghệ thuật cả phương Tây lẫn phương Đông. Việc tái hiện hình tượng Antigone trên sân khấu là cơ hội để các đạo diễn thỏa sức khám phá, thể nghiệm và khán giả được thưởng thức vở kịch kinh điển của thế giới qua lăng kính của cuộc sống đương đại.